Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Đây là cái khu vực Cúc Cổ Sơn La của mình. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem Cúc Cổ Sơn La sau 5 ngày ngắt đỏ thì nó sẽ như thế nào ha. Và nó có gì khác so với Cúc Mâm Xôi và Cúc Hà Lan. Đây, sau 5 ngày mình ngắt đỏ thì cây cúc này đó đã bắt đầu búng đọt đây mọi người. Đó. Nếu như ở Cúc Mâm Xôi, Cúc Hà Lan thì thường thường được 5-6 lá thì mình ngắt đọt ha. Thì đối với cái cúc cổ này thì mình để nó có chiều cao được tầm từ 30-40cm thì mình mới ngắt đọt. Đấy, mình quay cho mọi người xem. Cái này là cũng được tầm 30cm. Và số lá ở đây thì chắc cũng lên tới mười mấy lá. Tức là nó gấp đôi Mâm Xôi với Hà Lan đó. Và ở đây thì từ trên xuống dưới ha, tất cả mọi lá thì đều có một cái đọt ở cái nách lá này này, nó đều ra được đọt đó. Và mình nhận thấy là càng ở gần về phía gốc á thì mình thấy cây đọt cúc nó càng phát triển mạnh hơn đó. Thường thường ở một số loài bông hoa khác thì đọt nó sẽ đi mạnh ở những cái nách lá phía trên ha, nhưng mà cúc này thì mình thấy đọt nó đi mạnh ở phía dưới gốc. Đây, mình quay thêm một vài cây cho mọi người xem nhé. Đó, ở dưới gốc này. Ở đây thì có một cái số lá nó bị xấu. Lá này thì mình có thể tỉa bỏ nó đi ha. Đó, tỉa đi thì mọi người dễ nhìn thấy hơn. Và thường thường thì nó có một cái nách mọc ở bên như thế này. Đấy. Mình nhận thấy có rất nhiều cây luôn. Nó có một cái nách mọc lên như thế này này. Cái chậu này cũng vậy. Đó, nó có thêm một cái nách, một cái đòn mọc ở cái bên nách. Cái này là nó đâm ở phía dưới cái xây dừa đó mọi người, chứ không phải ở trên đâu nha. Rất nhiều chậu nó mọc như vậy ha. Thì xuống giỏ cái cúc này thì mình xuống vào hồi đầu tháng 6 âm lịch á. Nó cách cúc Mâm Xôi một ngày. Mình xuống xong cúc Mâm Xôi thì mình bắt đầu xuống cúc này luôn. Và tới thời điểm bây giờ thì đã mùng 9 tháng 7 này ha, thì mình mới cơi đọt lần đầu tiên đó. Và sau khi cơi đọt được 5 ngày á thì tức là mình cơi đọt vào ngày mùng 4, một tháng luôn đó mọi người, tròn một tháng mình xuống chậu luôn á. Thì sau khi mình cơi đọt được 5 ngày thì các nách lá thì bắt đầu nó búng đọt lên hết đó. Nó búng từ trên xuống dưới này mọi người. Ở trong vườn mình thì hiện tại mình có một số cây thì mới cơi đọt được một lần, nhưng cũng có một số cây thì mình cơi được 2-3 lần rồi ha. Một lá thì mình sẽ quay cho mọi người xem những cái cây mà mình cơi đỏ được 2-3 lần. Đó, nách mọc rất nhiều nha. Đó. Đây, cây chậu này thì nó mọc dài hơn này, dễ nhìn hơn. Tuy nhiên thì đối với cái cúc cổ Sơn La này thì mình thấy là khoảng cách giữa các cái mắt lá thì nó dài. Cái này là không phải do nhà mình xịt thuốc tưới phân đâu, mà là do đặc tính của cây cúc nó như vậy đó. Nếu như ở Mâm Xôi Hà Lan thì thường thường những cái mắt lá thì nó nhặt mắt ha, gần mắt khít, thì ở đây thì nó dài cái mắt ra chút ha. Và lá thì nó rất bự, như cái lá này là nó nè, bằng 4 cái ngón tay của mình luôn đây mọi người. 4 ngón tay nha, rất bự. Đó. Về tưới phân cây này thì mình tưới rất ít, từ 10 tới 12 ngày mình mới đi một cự phân nha. Và cái lượng phân mình sử dụng cho 500 chậu ở đây là tầm 2 đến 3 lạng phân ha. Cái phân trong cái giai đoạn này thì mình chủ yếu dùng phân non để phát triển cây đọt, đó, nuôi dưỡng cây bổ lá và cho cây thôi. Tới đã bắt đầu đầu tháng 9 á thì mình bắt đầu quay quá trình làm bông. Đó. Để làm hoa Tết thì đây là những cái chậu mà ngắt cơi được 2 lần này mọi người. Đang cơi lần thứ 3 là ở đây đây. Đó, cây này là 2 lần thì nó lên như thế này nha. Lần thứ 3 này, lần thứ 3 thì cây cũng bắt đầu múng múng những cái đọt ha. Quay cái này thì dễ gần, dễ thấy hơn. Cùng trong một cây và cùng ngắt đọt cùng một lần, nhưng mà cây đọt này thì nó lên mạnh hơn này. Còn cái đọt bên này thì nó lên mới có múng múng hạt gạo à. Chắc do đọt này nó ốm hơn hay sao quá nhỉ. Đó, bây giờ thì mình bắt đầu ngắt đọt thì mình ngắt đồng loạt hết trơn. Tức là cái đọt nào, cây nào mà có đọt là mình ngắt hết. Nếu như lúc trước á, thì mình thường giữ cho cái cây này nó dài đọt một chút để mình lấy cái đọt mình nhân giống ha. Thì bây giờ mình ngắt đồng loạt hết. Đó,
cây nào cũng ngắt hết này mọi người, ngắt đồng loạt để cho mình dễ chăm sóc và bước vào cái quá trình làm hoa tết cho nó dễ. Bây giờ thì mình không còn nhân giống nó nữa ha, ngưng cái việc nhân giống lại rồi. Đó, thì đây là những cái cây mà mình bấm nọ được 2 lần. Đấy. Những cái cây này thì cũng đều là một chậu một cây hết. Đó, mọi người thấy đẹp không? Một cây thôi và vô một cái chậu C11 thôi. Và thời điểm bây giờ thì mới đầu tháng 9 mà cảm thấy nó đã sum suê rồi ha. Bên này cũng vậy. Đó. Thì ở bên này nữa nè. Bên kia thì có một số cây nó vàng hơn một chút. Thì do cái thời điểm trước á, mình chăm sóc nó chủ yếu là để lấy đọt, không có chăm sóc cây mẹ nhiều cho nên nó lại vàng. Giờ thì cũng dần dần đang phục hồi đó. À, còn cây này này mọi người, quá trời là tuyệt vời luôn ha. Còn những cây này thì đọt nó cũng búng rồi. Bên cạnh những cái cây mà phát triển mạnh mẽ như vậy thì mình cũng có một số cây nó èo ọt, nó xấu như những cây này chẳng hạn. Đó. Đấy. Thì như mình đã chia sẻ với mọi người ha, có một cái giai đoạn là mình tưới phân cây này cũng khá dày cừ. Tại vì mình làm cúc cổ sơn la này thì cũng là lần đầu tiên mình làm. Và mình cứ nghĩ là tưới nhiều phân thì cây nó sẽ tốt. Nhưng mà khi mà mình tưới dày cừ như vậy, 2 ngày đó mình tưới dày cừ lại thì cây nó có một số cây nó bị bệnh, bị vàng và xấu. Sau này cái bắt đầu mình mới giãn ra từ 10 tới 15 ngày mình, từ 10 tới 12 chứ, 12 ngày mình mới tưới phân một lần. Có khi cỡ 15 cũng có đó mọi người. Thì cây nó đã phát triển tốt hơn. Đó. Ít tưới phân hơn nhưng mà cây lại phát triển tốt hơn nha. Thì về phân thuốc này chia sẻ với mọi người thì mình tưới nó cũng giống như mình tưới cái cúc mâm xôi vậy. Mỗi lần mà mình tưới cúc mâm xôi á, thì mình cũng dặm cho cây này một ít. Nhưng mà từ 10 tới 15 ngày mình mới tưới một cự. Đây là cúc mâm xôi nha. Đó, cúc mâm xôi với cúc cổ sơn la. Đặt lên đây cho mọi người so sánh này. Rồi. Hiện tại thì khu vườn mình cũng đã có một số cây con nữa. Vừa mới cắm đọt cách đây 26 ngày ha. 26 ngày và cây nó đã ra rễ rồi. Nay mình xả nắng cho cây và bắt đầu chuẩn bị giã thề để vô chậu cho cây để trồng hoa Tết. Đây mọi người, nhổ lên một cây tiêu biểu ha. Sau 26 ngày cắm đọt, cây ra rễ tương đối nhiều. Đọt thì đã dựng lên rồi. Nay mình xả nắng cho cây và chuẩn bị trộn giã thề để vô chậu nuôi hoa Tết. Thì về cái giá thể để cầm đọt này, cách cầm đọt thì mình cũng đã có chia sẻ rất nhiều trong video của mình rồi, mọi người có thể vào đó tham khảo. Ở đây thì mình chỉ có sử dụng một ít phân trùng quế cộng với xơi dừa đã đại nhuyễn. Phân trùng quế ở đây rất ít nha mọi người, chủ yếu là xơi dừa thôi đó. Và khi mình cắm thì mình để ở trong mát tầm 10 tới 15 ngày ha. Khi nào mà cái đọt này nó dựng lên á, cây nó ra rễ được tương đối nhiều thì mình xả nắng từ từ. Nay 26 ngày là tính ra là trễ đó mọi người. Nếu như chăm sóc tốt đó, thì mọi người nhân giống chắc tầm có 20 ngày là được rồi. Đó. Mình ở đây thì cầm đọt xong rồi để cây ở trong mát vậy, không có chăm sóc nhiều cho nên là nhìn cây nó cũng không được xanh mượt lắm. Đó. Quay cho mọi người xem. Để sắp tới thì mình sẽ trộn giá thể để vô chậu cho cây để làm hoa Tết. Những cây này thì vô sau nên chắc mình sẽ vô những cái chậu nó nhỏ hơn. Đó. Ở bên này thì mình có một số cây nó vô chậu nhỏ này. Vô chậu nhỏ thì cây nó phát triển cũng rất tốt. Một chậu một cây. Chậu này là chậu C7 đó mọi người. Đó. Ở đây có một cây nó sắp nở bông này. Cây này là chắc do mình lấy cái đọt già quá. Đó mọi người thấy không? Tới thời điểm bây giờ mà mình chăm sóc không kỹ là cây nó ra bông rồi chứ. Đó. Thôi kệ, để đây đi. Để cây này mình làm thí nghiệm sau này có bông hoa quay cho mọi người xem ha. Đây là cây lam me này mọi người. Khi nào mà cái cây nó ra bông á, bắt đầu ra bông thì nó cũng bắt đầu lên lam me trước. Đó. Cái lam me này. Cái này thì nó còn lâu lắm. Tại vì ở trong này mình bóp như thế này nó chưa có cái hạt ở trong ha. Nó chỉ mới lên lam me. Thôi để đây để
khi nào mình làm video thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Luận vào đây một cái cúc mâm xôi này. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé. Mình sẽ luôn thường xuyên cập nhật những cái thông tin, những cái công việc của mình trên những cái loại hoa kiểng mà nhà mình làm. Đó, rất mong sẽ mang đến niềm vui cho mọi người. Bye!